Hello, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình và mình là Cô Ca. Hôm nay mình và các bạn cùng khám phá tập tiếp theo của Banafit cho các bạn. Trên màn hình của các bạn đây là Banafit tập 8 kèm theo quà tặng. Mình mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua trước khi mình review chi tiết hơn về tập truyện này nhé các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành khui siêu khám phá bên trong sẽ có những gì nha các bạn. Siêu của bộ này đóng cũng khá là ổn áp, nhưng mà để đánh giá thì chắc chỉ có thể cho tháp trên người thôi. Đây chúng ta sẽ khám phá cái bó kẹt, hay bó kẹt được kẹp chung với đây, bó kẹt này, bó kẹt của Banafit tập 8 nha. Một màu vàng tươi, một màu chủ đạo xuyên suốt bộ truyện nha các bạn. Vẫn là một PR bên ngoài, PR cán bóng nha. Vẫn là một màu vàng chủ đạo đơn điệu nha, nhìn rất là đơn điệu. Theo phía sau chỉ thêm một hình con cá thôi. Rồi đây là bị kéo bên trong, bị kéo màu nha các bạn. Này, phần một phía sau, bên trong sẽ in trên giấy BB80 và không có chân màu nữa hết bạn. Toàn bộ sẽ in trắng đen. Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua một số khung truyện của tập 8 này. Rồi mình mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua. Các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và ủng hộ kênh giúp mình. Xin chào và hẹn các bạn trong những video lần sau.